coi cái hướng trên okay. Điện thoại không? Móc ra, em biết. Dạ, đứng đây coi chiều ảnh nè, chỉ đây nè. Bên đây này anh. Nọt ít luôn. Chính nọt ít luôn nè, thấy chưa? Đúng không? Đúng dạ. Hướng luôn đó anh, ngay giữa nọt ít luôn đúng không? Dạ, yeah, đúng hướng đó. Miếng đất này á, nó đi xuống tích cái lá cờ màu hồng đó. Tức là cái mảnh đất á, cái mảnh đất là anh muốn xây trên cái mảnh đất. Nghĩa là nó có, trong này nó có 3 khu. Ok. Khu mà chỉ có 45 feet. 45 feet, bề ngang hả? Ngang. Yeah. Chiều ngang. Thì đó khu là, khu nó gọi là khu nhà nghèo. Yeah. Không phải nhà nghèo mà cũng là 400 ngàn thôi. Thì nó rất là nhỏ, thì cái nhà lúc nào nó cũng mỏng mà nó dài. Yeah. Rồi nó có khu 50, mà cái đất chỉ có 5 feet, bự hơn chút nữa. Yeah. Thì cái nhà khu đó là từ 400 cho đến 500. Yeah. Rồi đến khu 60 là cái khu của em khu là này, này. Khu này thì đó. Là nhà khoảng chừng 500 cho đến 700. Đó. Thì trong này là cái khu này là cái khu tốt nhất mà bán được nhiều nhất. Hello quý vị và các bạn thân mến, chào mừng các bạn trở lại kênh Tony Lee Houston. Chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thứ hai, một tuần lễ mới an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc. Bên cạnh Tony là anh Andy đến từ California. Anh Andy cũng là một khán giả của Tony, mình gọi là khán giả đi cho hơi qua chút xíu. Thì đúng rồi, dạ, đúng anh, khán giả rồi chứ đâu có thể. Dạ, ok. Anh hâm mộ mà. Dạ, xem channel của Tony từ lâu, bây giờ xuống đây để mua nhà làm hàng xóm với Tony thì đây cũng là một cái niềm vui cho Tony ngày hôm nay. Cho nên Tony muốn làm một cái video nhanh gọn lẹ dẫn anh Andy đi tìm nhà, cũng như là chia sẻ lại cái niềm vui mà khán giả mình đến nhà mình chơi, nói chuyện đồ, đúng không anh Andy? Đúng rồi. Ok, bây giờ anh có vài lời gửi đến khán giả của em không, hay là sao không? Anh có thể chia sẻ được không? Kính chào mọi người, chúc mọi người luôn vui khỏe. Ai có cần nhà mua nhà thì hãy đến tìm Vi với anh Tony. Ok. Dạ. Mình từ California đến đây lần đầu tiên. Dạ. Anh cho em hỏi coi anh ở thành phố nào ở California? San Jose. San Jose. Cô em có 3-4 người cô cũng ở San Jose. Gia đình của em là từ Nam chí Bắc. Lúc qua Mỹ tới giờ ở San Jose. Dạ. Có chỉ một chỗ đó. Dạ. Anh ở gần khu Việt Nam không? Ở gần khu Việt Nam Thao á. Dạ. Cách khu Việt Nam 5 phút à. Ok. Bây giờ thì thôi bây giờ tụi mình sẽ mình đi tìm nhà đi ha. Ok. Rồi. Bây giờ là Tony sẽ giao lại hết từ cái đoạn này cho cô Vi, chứ không phải giao lại, chứ không phải giao anh Andy cho COVID đâu nha, cho cô Vi. Here we go. Xin chào các anh chị em và các bạn. Đây Vi là nhân viên địa ốc ở Houston, Texas. Thì hôm nay các anh Andy từ California qua đây để gặp em với anh Tony, giúp anh Andy để đi kiếm nhà. Thì đầu tiên thì mình cũng bắt đầu từ khu của anh Tony trước. Yes. Dạ. Thì sẽ bắt đầu từ nhà của Tony trước. Bắt đầu từ nhà của anh Tony trước. Đúng không? Đó. Anh Andy. Đúng rồi. Tham quan nhà em đúng không? Đúng. Đó, đó. Nhà đẹp, nhà đẹp. Rồi, mình sẽ đi xung quanh khu này coi thử anh có thích khu này không. Nếu mà không thì mình có nhiều khu khác nữa. Yes. Đó. Thì bây giờ mình bắt đầu đi. Ok. Ok. Hello, hello. Bây giờ mình đang đi đâu đây cô Vi? Bây giờ mình đang đi qua cái khu Amira. Tại vì cái khu của anh Tony á thì hôm nay thứ hai 12 giờ mới mở cửa. Yeah. Mà cái khu Amira thì 11 giờ họ mở cửa rồi đó. Yeah. Thì mình đi qua bên đó trước. Quay xin điều khu Amira, em nói vậy lỡ cô chú bác anh chị không biết là cái khu mà mình mới vừa bán được một cái căn nhà mà giảm 74.000 đô la đó đúng không? Dạ đúng rồi, cái khu đó đó. Em tại vì vậy hiện, đó. Hiện tại cũng họ cũng đang giảm những căn nhà khác. Yes. Cũng giá cũng good deal lắm. Yes. Tại vì anh chị em cũng gọi vào hỏi có còn cái căn nhà giảm 70 mấy ngàn hay không. Yes. Thì chỉ có một căn đó thôi. Yes. Nhưng mà hiện tại họ cũng có những căn nhà khác. Những căn nhà khác thì cũng giảm mấy chục ngàn đô la. Đúng rồi. Nhưng mà nó không đến mức độ 74 ngàn. Dạ. Giống như cái căn kia. Nắng ấm. Khu này vô nhìn đẹp không chị? Đẹp hơn. Dạ đúng rồi, ở đây có hồ bơi nè, chỗ đi bộ tập thể dục đầy đủ. Ở đây có hồ luôn ha. Dạ. Mà anh muốn xây nhà trên hồ cũng có luôn. Để là Cherry Home. Dạ, đó. Cherry Home hả? Dạ, cái hàng cao cấp. Thì tóm lại thì anh biết rồi, tiền là của đó thôi. Đúng không anh? Đúng rồi. Mình vô đây phải không? Dạ, dạ. Bên đây. Trời trong xanh gió mát nè, bông hoa đẹp quá anh Andy ơi. Hôm nay cái weather ở đây biết anh Andy đến từ California cho nên ở chia sẻ
mới thời tiết đẹp mới gặp được Tony chứ. Ơi, mình không có đeo khẩu trang có sao không nhỉ? Dạ không sao. Mà anh muốn đeo thì bên kia mà không sao hết. Tết sạch mà anh nói sao vậy? Không sao. Free rồi. Ok. Yeah, ok. Yeah. I like it. Đó, cái này là căn nhà mẫu đó anh. Anh cứ đi dạo vòng đi không sao luôn. Đúng rồi, anh đi coi nhà mẫu đi. Để mình coi phía trước này là gì ha. Cái này là cái office hay cái study. Mình cũng là một cái phòng được, đúng không? Dạ, là cái phòng. Đó. Okay. Rồi phía bên phải là cái phòng mà ăn. Anh ngồi ở đây nè. Ta nói chiều chiều ra đứng ngõ sau, trông về quê mẹ ruột đau chín chiều. Còn mình thì mình trông về cửa trước. Hey, you. Here we go again, buddy. How are you? Vietnamese. Anh là người Việt, dạ. Hai anh. Andy. Anh làm cho cái công ty này. À, cho cái subdivision này. Rồi. Yeah. Đúng rồi. Có thể thận bởi người nó không có được khỏe. Ok. So what? So bây giờ anh muốn tìm ngày như thế nào đó, để anh có thể nói với anh để anh chia sẻ với anh là để anh muốn nói tiếng Việt hay tiếng Việt để coi trước cái ha. Cái là tụi em có tất cả là gần 60 cái floor plan đó. Wow. Thì tùy theo cái sở thích của anh thì em có thể là nếu mà anh có giờ thì em có thể build. Nếu mà anh muốn cái giá mà nó tốt hơn thì chọn cái nhà nó đã xây rồi. Thì lúc nào cái giá nó cũng tốt hơn, lúc mà mình chọn, nếu mà mình chọn một cái lot để mình xây đó thì lúc nào cái giá nó cũng mắc hơn. Tùy theo thôi anh. Okay. Nếu mà cái nhà nó đã xong rồi thì anh có thể chênh lệch 20-30 ngàn. Nếu mà cái nhà đang xây á thì chênh lệch không đáng bao nhiêu hết. Nhưng mà bây giờ tụi em không có nhà nào xong hết, nhà nào cũng đang xây hết rồi. Okay. Nhà nào mà nó xong rồi nó để cho coi mẫu chứ. Dạ đúng rồi, anh đi xem đi. Cái căn này là 3.000 mấy square feet anh? 3.257. 3.257 square feet. 4 phòng ngủ, 3 gara, 3 phòng rửa tắm. Một phòng ngủ đây hả? Office có game room luôn. Dạ, đó phòng ngủ vô coi đây. Cái này là phòng ngủ. Dạ. Sorry we late. I had to come in. I had another contract I wrote. Okay. So I sold 2 phòng ngủ. Yeah. Đó, cái này là một cái phòng ngủ nữa. Hai cái xe dùng chung với cái nhà tắm bên này. Ok. Rồi bên này là cái nhà bếp. Rồi bên này là cái phòng coi phim, game room. Hai phòng ngủ. Dạ, hai phòng ngủ. Bên đó là máy giặt máy sấy. Dạ. Dạ, yeah, cái freezer đó chị. Này thì nó có ba gara. Andy ơi, nếu mà anh mua cái nhà này đó, anh vô đây anh xem channel của em là good đó, không ai phá anh đó. Vậy mỗi lần anh làm livestream cho anh mượn phòng. Ok, good. Rồi đây là cái phòng khách, rồi cái master bên trái. Còn bên phải là cũng một cái phòng ngủ nhưng mà cái phòng tắm luôn đó anh. Dạ. Yeah. Famous. Ủa, bữa hôm em nói mà anh tưởng em nói giỡn đúng không? Cái đó là gì vậy? Cái closet đó anh. Closet hả? Dạ. Yeah. Cái phòng này không phải master, ra. Master bên kia. Ở đây nhiều, có nhiều khách Mỹ từ California tới đó. Ủa chị rốt cuộc cái nào là cái master? Bên kia, master bên kia. Dạ. Bên đây. Bên này giống như cái guest room mà anh. Phòng thứ ba. À, dạ. Phòng thứ ba đi, ừ, mình nói cho dễ hiểu rồi. Ok, rồi. Ba rồi đúng không? Mình qua chắc thứ tư nè. Nhà bên đây là cửa cao hết đó anh. Anh nhìn cửa trong nhà là 8 foot door hết á. Không, cửa vậy cửa mới thích. Cao mới sang. Cửa là cửa thấp thấp quá đâu được. Dạ. Yeah. Mình phải cho mình lùng mình ăn gian được chiều cao chứ. Mua được cái nhà mẫu này là ngon này. Quá đã đúng rồi chị. Quá đã luôn chị. Thường thường nhà mẫu lúc nào nó cũng đẹp hết chứ chị ơi. Đúng không? Dạ. Mình xây giống vậy cũng mình được chị. Xây giống vậy cũng được do mình tiền mình bỏ ra đúng thôi, rồi. Đúng không? Chắc nhưng mà ý là nó làm sẵn cho mình hết rồi đúng không? Đẹp quá đúng không? Dạ. Nhưng mà thường thường nhà mẫu ít bao giờ nó bán cho đến khi nào mà nó cạn kiệt tức là hết đúng rồi, nó hết dạ. Nhưng mà mình muốn xây thì nó xây thôi, ý gì vậy? Sao cũng được hết. Sao anh? Anh nào? Mấy cái này là mình upgrade lên hay là nó không phải có sẵn? Đúng rồi. Cái này là tường hay gì ta? Tường dạ. Đó là tường anh gạch đó, đúng rồi.
tường thì nó sơn quá hả? Đúng rồi, nhưng mà bình thường là nó sơn, nó chỉ upgrade nó sơn thôi. Nó bình thường như vậy thôi. Đúng rồi, thì cái đó mình trả tiền thêm thì nó làm như mình. Đẹp không anh? Quá đẹp ha. Đẹp. Kiểu kiểu cỏ cỏ xinh xinh ha. Ồ, hồi này ổng mới có 60 mẫu lần á. Tùy theo mình muốn cái nào cũng được. Chỉ nhiều anh này chọn mẫu là chắc anh chọn mẫu này nè. Anh đi mới coi mẫu này thôi là thấy anh đi ra sân sau coi luôn anh cho đi cho, ừ, cho biết luôn. Chủ yếu là cái bắt da. Dạ đúng rồi. Anh không có nào chê được. Đây, anh ra. Cái patio rất là cao. Thơm má. Đó. Anh hình như anh coi cái clip này anh gửi qua cho em đúng không? Dạ. Có anh. À đúng rồi, đúng không Vy? Có quay cái nhà này rồi dạ. Ờ. Thì bữa hôm tụi em mới quay cách đây tuần lễ thì sao á. Dạ. Nhà này có quay rồi. Mấy cái này là ướt nha. Nó thiết kế hết à. Mưa đó. Mưa nó thấm cái này bằng Xây dựng ở chung quay coi nó ướt như thế nào. Chưa chuẩn bị à. Anh nhà mẫu thì nó mới làm cái này anh, chứ còn nhà mình mua thì nó đâu có cái này. Đúng rồi, mình tự làm. Dạ, đúng rồi anh. Đúng rồi. Mình biết đó, mấy cái này mình biết chứ. Dạ. Ở Cali cũng vậy thôi à, ở Cali nhà mới xây nó cũng vậy thôi à. Anh, hai cái quạt máy nó thấy độc và lạ không anh? Ngộ nữa ha, anh chưa bao giờ thấy luôn á. Cái này lấy gió trời chứ không phải xài điện đâu. Vậy à, chắc vậy á. Thường là mình mua nhà cái này chắc là cái này là xây thêm là mà cái, đúng rồi, cái này không là upgrade là bình thường nhiêu đây thôi anh. Đó, à. Dạ tới nhiêu đây thôi. Cái nhà này tới 3.000 mấy square feet hả ta? 3.250. Nhà trệ là coi như là tới 6 phòng luôn á nghe, một cái phòng grand room với một cái phòng ở đằng trước, dạ. 4 cái phòng ngủ. Dạ đúng rồi, là 6 phòng luôn á. Dạ. Dòng họ ăn em mình qua ở. Cơ em qua ở luôn cũng được. Dòng họ ăn em mình qua ở mấy cái em này. Mấy cái này nó đâu có kéo điện nước ra để. Dạ có, ga ngay đây anh. Có ga nè, ga bên kia. Đó. Rồi anh muốn bỏ ổ điện á, được, mấy ổ cũng được hết luôn. Dạ, có hết á. Đầy đủ hết. Cái chỗ này là để mình nấu ăn nè. Mà bốn mặt gạch. Bên này được cái bốn mặt gạch. À, nhưng mà dạ. 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 Đúng, đúng rồi. Rồi, rất là chất cái lượng. Màu thích. Dạ. Cái màu, quan trọng cái màu. Dạ. Ồ, nhiều màu lắm anh muốn chọn màu nào cũng được hết á. Anh đang thích màu này nè. Ừ, nhưng mà anh không muốn có thích chọn màu đỏ màu ha. Không, bây giờ mẫu mới không ai chọn màu đỏ. Mấy màu sáng sáng vậy nè. Đó. Nhưng mà cái mẫu nhà này khoảng bao nhiêu tiền ta? 600 anh. Easy giống vậy luôn là 600. Đó. Thôi coi. Thì ông nói bởi vì ông nói mới có 60 mẫu thì mình muốn ví dụ 300-400 đều có. 350-400 hả? Ảnh có thể xây như cái này nhưng mà nhỏ hơn thì giá tiền nó sẽ bèo hơn. Đúng rồi, thì hồi nãy mới nói là 60 mẫu. Anh tức là anh thích cái mẫu này đúng không? Anh vô nói ok vậy tôi muốn xây cái mẫu này nhưng mà mảnh đất nhỏ hơn, nhà nhỏ hơn thì dĩ nhiên tiền nó sẽ bèo hơn. Đúng rồi. Tại nhà này là 3.250 square feet. Anh muốn nhà cỡ 2.000-2.400 thì giá nó khác rồi. Ok. Đó. Vậy bởi vì ảnh mới hỏi là ồ mình muốn cỡ bao nhiêu square feet, bao giá bao nhiêu? Chưa coi nữa. Nhà bếp ok. Hả? Ờ, à, mà nhà bếp không có đối diện đó anh. Nhà bếp bự. Không thì nhà lớn thì nhà bếp bự nhưng mà nhà bếp là đúng ok. À, nó không. Lưỡi cái chân nhà không có đối diện giống như mấy nhà thích luôn rồi đó. Đòi hỏi gì nữa? Cái nhà bếp này là cả gia đình ở trong nhà bếp cũng. Dạ, đúng rồi. Giúp anh chị nấu ăn cũng có con. Ở đây nó có thêm môn. À, nó có cái phòng để mình để bàn ăn luôn á anh. Ở đây có cái mud room luôn. Chỉ là mình vô là mình có mấy cái jacket mình đang ở đây. Yes. Cái ra thì nó có ba cái là một. Đây nè anh. Em đi. Mình đặt được ba cái nhà. Chỗ này để cho anh ngồi anh nghỉ. Mang giày, mang giày. Đúng rồi chị. Vừa bước vô mà ba xe luôn. Dạ, bước vô mình ngồi đây để mình có giày nhà tắm bên này. Ờ cái gì? Cái hot bath. Hot bath, nó nhà tắm. Dạ. Yeah. Ba xe, một xe đậu nước trong này. Một xe đậu. Dạ. Yeah. Hai xe đậu ngoài này. Hai xe đậu ngoài này. Đấy, cái phòng này là mới cách đây 2 ngày có anh chị mới ký cái contract luôn á. Dạ. Hy vọng hôm nay ký một cái nhà gì hình như giảm được 70.000. Dạ đúng rồi, đúng dạ, rồi. Dạ, tại cái nhà đó là nhà đó quá. Move in ready rồi. Còn hốt tôi yeah. Mua, tôi còn mua. Còn 400 này là qua là cái người khách kia chạy lại là yeah. Mua. À, trời ơi. Hôm qua anh nói em là có một người khách khác muốn mua. Anh hỏi em là chị kia for sure không?
Em nói yeah, giữ lại cho chị chứ. Chị rốt cuộc chị kia tới ngày thứ 6 rồi mới trả lời với anh là chính xác anh đang giữ 5.000 nữa. Đúng rồi. Thì em giữ là thì đã lấy tiền thì phải giữ nhà. Dạ đúng rồi. Okay. Nhưng mà nó nghe này chị kia không mua là tôi đi lên mua liền anh đừng có lo, không có người khác nào mà có cơ hội chụp đâu. Dạ. Ngoài cái mẫu này còn cái mẫu nào nhà mẫu nào nữa không? Nó chỉ có một cái nhà mẫu thôi nhưng mà nó có mấy chục cái floor plan cho mình. Dạ. Ý là floor plan giống như cái lớn cái nhỏ, cái ít square feet hơn. Dạ, vâng. Dạ. Rồi nó design khác nhau, anh chị muốn coi cái nhà lầu không? Cái hay là nhà chật thôi. Thì bây giờ narrow down là anh muốn bao nhiêu square feet thì nó mới dễ thì hơn. Khoảng cái chừng tại nhà đâu có đông người ở, nó cỡ khoảng 2.000 trở lại thôi. 2.000 trở lại đi. 2.000 thì nhà nó rất là nhỏ. 2.000 gì thôi. Ok, anh có floor plan 2.000 thì mình xem coi. Anh có cái plan nào mình nó tầm khoảng rớt vô khoảng nó không? Anh chị ngồi đây em lấy cho. Cái nhà này rộng bự lắm. Dạ đúng rồi, nhà này là bự. Anh chị vào ngồi đi. Nhà này là phải gia đình khoảng từ 6 người đổ lên. Bây giờ không mấy anh mua đi là anh bảo lãnh hàng xóm nó nhiều bên Việt Nam. Anh ngồi đi anh. Chị ngồi đi. Đây ngồi thứ anh. Northeast. Yeah, Northeast. Thì cái lot này nó sắp sửa nó xây một cái nhà lớn rồi, nếu mà mình cần thì mình đẩy, mình có thể đổi. Thì cái hướng này là hướng north đúng không? Đúng rồi. Thì mặt trời sẽ mọc. Tại vì nó nói chung là buổi sáng với buổi chiều nó không đâm thẳng vô nhà của mình, nhà mình nó mát chứ không phải là những gì. Thế thì nhà đúng hướng tây thì buổi chiều nhà mình nó dội mà cửa mặt tiền. Anh muốn cái này anh muốn north east nè. Thấy chưa? Đúng hướng. Hai cá luôn đã. Cái này thì nó sẽ có nhà đằng sau nhưng mà cái đất người ta xéo như vậy á thì rồi, không nó không có directly đằng sau nhà. Còn anh muốn cái hướng này á là không có thì là luôn. Gạch nó nằm ngay chỗ gạch, kho nào gạch phải không? Chung quanh luôn. Dạ, gạch ở đây luôn, chỉ có một cái tường bên này là dính. Tức là cái chỗ này là chỉ có một cái side này là dính hàng xóm thôi, còn qua cái chỗ này không. Cái nhà này thấy đầu tấm ít to này. Dạ. Giàu luôn. Nó premium đó chị. Cái đó là mắc nữa. Xong hết rồi, đã bán. Dạ, mấy cái đỏ là nó bán sạch sẽ rồi. Nhà nó giàu luôn đó. Nhưng mà em thấy cái mảnh đất này cũng rất là đẹp, nó vuông vức và nó kiểu như cái hình dạng nó đẹp. Đây nè, chị, cái này nè, đầu bự ý gì, đầu nhỏ đít bự gì nè chị. Cái này bao nhiêu bao nhiêu square feet à? Bao nhiêu? Nó không có tính thêm. Ok. Cái lot đó bao nhiêu anh? 8.000 hả? Gần 9.000 square feet. Còn cái lot này. Cái này khoảng chừng 8.000 mấy square feet. 8.000 mấy thì tính xây dựng nhau cũng 1-200. Cái này đằng sau nó bự hơn chút. Đúng rồi. Bự hơn. Nhưng mà cái đó sẽ có neighbor nhiều họ đứng lo. Hai người này đều là một tầng hết. Nhà một nhà trệt chứ không có dọn vô cái gia nhà mình. Cái này là ngay chỗ cái corner luôn. Yeah, ngay corner luôn, nghĩa là mình không có người khách hàng xóm cái bên mà nó gạch hết chung quanh đây luôn. Gạch hết chung quanh anh luôn á. Sau lưng này là... Là cái đường thôi. Đường neighborhood. Rồi mình đi bộ ra đây là cái clubhouse nè. Là cái swimming pool. Ngay đây luôn. Em chở ra cho con cái lắm. Nó đi luôn hả? Nó ngay đây. Vậy là nó ngay chỗ ngoài này nè. Clubhouse chỗ đây nè. Thì em chở ra cho coi. Ồ, nhưng mà miếng này bao nhiêu anh? Cái giá mới là quan trọng. Thôi mấy này khoản tiền. Để 15.000 là upgrade. Cái miếng này mình phải trả thêm tiền đó hả? Chứ sao? Tại vì nó là ngay corner lot. Với lại nó hàng rào bằng xi măng không ha? Dạ vâng. Cái đường star table. Không biết cái địa chỉ bao nhiêu đâu. Cái gì? 3258 gì đó. Địa chỉ hả? Star stable. Cái lot là 25.000 lận. 25.000 thêm á ha. 25.000 để upgrade trong nhà nó xuống. Để mình lấy trong cái nhà. Cái màu xám xám thôi chị là của chưa. Người ta chưa mở ra bán. Cái 16 là của hãng đó. Dạ, của hãng khác. Cái bên nè. Bizer. Một khu đất mà nhiều hãng vô vậy. Hai hãng chị. Có nhiều khu mười mấy hả? Cái này nó nằm north east đó. Thì đây north nè, east nè. Yeah, thì cái nhà nó chiếu ngay giữa thì anh nói là north east đúng không? Chính north east luôn á. 19031. Còn mấy miếng này anh? Không có miếng nào đúng hướng hết. Cái lot đó là đây rồi.
Sao không? Không có tính tiền thêm. 19035 là cộng vô là mấy nút? 8 nút hả? Đâu, cái số nhà đâu? 19035. Vậy hả? Dạ. Số 8 đó. Thôi, số 8 luôn. Lấy cái. 19035. Thì cái này là 10, cái này 8 đúng không? 8 nút. 8 nút. Đúng hướng. Thì kế bên này là mà cái người lính mà người ta retire rồi. Cái ông này cũng retire rồi. Thì ở đây thì lính đó. Cái này, thì cái này cũng retire luôn. Thì mấy người retire sẽ là đỡ ồn à. Là cái nhà này anh nói là out. Anh có thể chọn tất cả cái floor plan nào cũng được hết. Ok. Được cái là cái đường này nó rất là, nó chỉ có một đường vô thôi. Uh-huh. Nghĩa là nó không phải là chạy vòng vòng mấy cái giống mấy cái đường này, anh hiểu không? Uh-huh. Nghĩa là chỉ tất cả những người mà ở trong khu này á, là mới đi vô trong cái đường này thôi. Uh-huh. Mấy cái đường khác nó chạy vòng vòng, chỉ có một cái đường này nó làm rất là nhỏ. Uh-huh. Nhưng mà mình đi, nó có cái lake ngay đây nè, mình đi bộ ra cái lake đây, hoặc là mình đi bộ ra chỗ cái clubhouse để uh-huh. bơi hồ tập tạ gì đó là nó có trong cái clubhouse. Cái trường học mình ở đây. Trường học kia thì nó nằm ngay cái đường kế bên, cái trường nó gọi Tomball, thì một trong những cái trường tốt nhất cái Houston. Uh-huh. Bởi Mỹ Trắng hay dọn vô đây nhiều là tự vì cái trường học tốt. Uh-huh. Dạ vâng. Anh còn cháu đi học hả? Hay sao? Dạ. Nó mới có 11 tuổi hả? Mới 11 tuổi hả? Dạ. Rồi cái hướng trên okay. điện thoại không? Móc ra, em biết. Dạ, đứng đây coi chìa mảnh nè. Chỉ đây nè. Bên đây này anh. North East luôn. Đó. Chính North East anh luôn nè, thấy chưa? Uh-huh. Đúng không? Đúng yeah. hướng luôn đó anh. Ngay giữa North East luôn đúng không? Dạ, yeah, đúng hướng đó. Thì miếng đất này á, nó đi xuống tích cái lá cờ màu hồng đó. Tới đâu anh? Cái lá cờ màu hồng bên kia kìa. Đây sẽ tiến. Ok là này mình đi vô được không? Anh. Đó, okay, đâu từ anh này vô tới kỹ. Cái lá cờ màu hồng ngay chỗ mấy cái cột nhỏ nhỏ đó. À, là từ này tới đó luôn á. Thì hồi nãy ảnh nói là 150 feet gì đó. Ờ. 8000 feet. Khu này có ngã có ngập lụt không anh? Rồi, cái đất nhà của đúng rồi. Đúng không? Nhưng mà không có đối diện. À biết rồi. Chúng méo. Nó nghiêng qua dạ. Trên đất nhà của ta đúng không? Bên đó chúng sẽ có căn tương đương 50 mấy feet ở trên mặt nước biển. À nhưng mà không có đối diện. Rồi cái hàng rào thì không phải bằng gạch tại vì nó bằng gỗ. À bằng gỗ. Là cái gì mà hãng khác vậy á. À. Nhưng mà miếng này là đúng hướng luôn đó. Thầy giống như đại gia bên Việt Nam mà đi mua nhà đó. Đi con đất, đi con đất. Đại gia đi con đất á. Đó, đi vô là coi cái này, coi nọ cái kia rồi coi tú bụi hết đó chưa. Đó, bây giờ mình nói là ở khu này còn rất là nhiều nhà để xây mà giá thì từ 300 tới 600 ngàn. Anh chị em muốn mua để xây lên thì đều có hết á. Đó. Bây giờ hiện tại mà xây nhà thì họ giảm cho 25 ngàn để mình có thể upgrade hoặc là mình có thể giảm trừ vô tiền nhà. Đúng rồi, trừ vô tiền nhà. Nếu mình lấy cái standard thì mình trừ cái 25 ngàn đó vô tiền nhà. Nhưng mà nhà Perry Home Standard không cũng rất là đẹp anh. Mình upgrade chút xíu thôi là thấy đẹp rồi, nó khác rồi. Very đẹp rồi. Yeah. Không cần phải upgrade nhiều. Uh-huh. Tại tất cả mọi thứ là Home Standard nhiều lắm. Yeah. Available ra đây anh xíu. Uh-huh. Cái nhà chị của họ mua chỗ nào đâu, nó làm đâu vậy? Cái nhà chị bên kia anh. Ồ vậy á. Nhà chị mua bên kia. Đâu bên khúc này nè, tại nó xây xong rồi đó. Còn khu bên này là còn nhiều đất. Mình đất rộng ghê hơn. Đó, nó tóm lại cái căn nhà này là y hệt như căn nhà mà anh dự định muốn mua nè. Đó, okay. Mình gọi là căn nhà mẫu đi đó. Đó, nè em thích cái bếp này luôn, đúng ý luôn rồi đó. Đúng rồi. Nó là cái này đi theo ba game của nó luôn đúng không? Dạ, yeah, dạ. Yeah. Nó không, mình không phải upgrade lên. Oh, no. No. Cái miếng này á hả? No, cái bếp này nè. Cái bếp này là nó đi together. Rê nè. Với cái nhà mình không cần phải bỏ tiền thêm. Để anh hỏi vậy đó đúng không? Đúng rồi nè. Mấy cái này là đi theo together.
Ok. Dạ, đó. À, thấy chưa? Đây nè, nó méo méo nè anh. Nó méo, nói chung là nó anh thích. À, đó, hồi nãy á, anh hỏi nè, hồi nãy anh hỏi là nếu mà cái bếp anh dây ra giá tường thì cái này nó sẽ như thế nào đó. Anh nhìn đi nè, đó, tủ lạnh nó vậy nè. Ok. Đó. Cái phòng mát rất đẹp lắm. Ok anh. Đó, đây nè. Hồi nãy anh hỏi dùng cái bếp nè, đó đó, đây nè, anh thấy cái bếp chưa? Cái bếp của anh là nó sẽ như thế đó đó, đó. Dạ, đó, y hệt gì đó đó. Rồi cái đây là anh có thể để cái phòng ăn, cái bàn ăn đây. Cái bàn ăn đây. Dạ, yeah. Đây là cái phòng khách. Phòng khách, có đó. Thể là để vậy hả? Dạ, yeah. Đó, thấy chưa? Cái sofa anh sẽ để ngay đây, rồi ngồi nhìn qua đó hay sao đó. Sau đó anh làm xong, em dựng ra coi cái dạng làm sao. Okay. Ok, bây giờ mình vô mình coi cái phòng ngủ gì, hồi nãy anh nói là đẹp lắm vậy đây nè. Giường. Đúng rồi, cái nhà này đúng cái gạch này cũng đen, cũng mát mắt hơn cái nhà gà kia đó. Ừ, cái gạch đẹp. Không không, gạch là mình chọn anh chút xíu nữa thì bây giờ anh có lấy điện thoại để chụp hình lại không? Đặng hỏi nó anh biết là anh chọn cái gạch gì ví dụ gì đó. Ờ. Ờ, anh lấy ra anh chọn sao sao đó tùy theo mình thích. Đó, chụp lại. Nó mình biết. Màu sơn nó cũng đẹp này. Chị, bên trong đó là phòng tắm đứng thấy đã không chị? Mình nhìn bên cái đó cái, không, cái màu bên sơn đây. Cái nhà kia nó ok hơn cái màu sơn nhà kia nó hơi xanh hơn chút xíu. Đã ha độ ha, trời ơi tôi kìa tự nhiên nó làm cái phòng tắm đứng bên này ha, hay ha. Ờ à, quá đã luôn. Ở đây led room bên đâu? Ờ led room bên này bên nhà. Đó. Anh có hai cái sinh, một cái bên đấy và một cái bên này. Uh-huh. Riêng rẽ ra, à nó không có dính liền nhau. Đây trong là nó rộng lại hơn cái kêu. Rộng hơn. Dạ. Yeah. Thì trong cái nhà cái bề ngang nó rộng hơn thì nó bị làm ra rồi. Dẹp đúng rồi. Đó. À, cái này cửa vô lát rồi. Dạ. Dạ. Vô đó. Hai cửa mở ra đi. Không thì mình có mình để mình coi chứ. Mình coi để cho biết. Có người đây thì người ta ngắm mình thôi, có gì đâu đó. Đó, ờ anh thích màu nào thì màu xanh nào. Dạ. Hoặc là anh thích màu gạch nào đó thì anh chụp hình lại chút xíu rồi đặng anh chọn cho nó dễ. Khách kia làm gạch trắng đen đẹp lắm. Gạch trắng đen mà nó nổi lắm. Nó giống 3 chiều á, đẹp lắm. Rồi em nãy giờ anh đi được mấy phòng ngủ rồi anh Andy? À, hình như một rồi hả? Ủa, còn à, hai ba. Coi phía sau đi, nó mở cửa mình coi phía sau. Ok, mình coi phía sau trước đi, vô mình coi phòng ngủ. Đó, cái này nếu mà muốn anh upgrade thì anh làm bự vậy đó. Thôi, upgrade là bự, bự bự. Hơn mà nó còn thoáng hơn nữa. Ok, là 10 mấy ngàn á hả? Dạ, đúng rồi đó, đó. Rồi nó làm gặp xuống dây luôn đây. Đó, y hệt vậy đó. Y hệt vậy luôn á, đó anh nhìn thấy sao là nó y hệt vậy đó. Cái phía đất phía sau mình vẫn còn rộng hơn đúng không? Dạ, vâng. Mà mình học mình có nay bờ đúng không ta? Đó, mình, là giống như vậy đó. Mà mình cũng có nay bờ đúng không? Dạ vâng. Nay bờ hơi xa hơn chút xíu. Dạ, cái này và cái nhà nó nằm hướng đó bởi nó vậy. Cái nay bờ kia anh nhớ em nói cái nó xéo gì giống vậy à, chứ đâu có nó trực diện giống như nhà. Đừng có trực diện nha. Dạ không có trực diện. Anh thấy miếng đất trong đó anh biết là nó xéo. Ấy gas rồi để cho anh biết nút rồi đó, ví dụ như thế. Cái này là nước hay ga? Gas. Còn gas. Nước ở đâu? Nước đó, nước. Anh muốn làm nước luôn hả? Dạ. Làm cái sink mà này luôn hả? À, dạ. Vậy là anh phải xây phải là anh phải trả tiền thêm. Còn bây giờ nó chỉ có bình gas cho mình rồi điện cho mình thôi. Với lại có cái cable gì để cho mình gắn tivi gì. Anh muốn rửa đồ ăn gì ngoài. Tất nhiên nhà Việt Nam mình hầu ăn uống đồ làm một cái bếp mình đi ra ở ngoài là vậy đó. Là nó phải có đường nước ở đây. Dạ, để cho mình rửa luôn. Dạ. Dạ, em cứ để ngoài này để chiên cá, chiên gì, chiên cá khô. Đây là phòng ngủ thứ hai nè. Phòng ngủ thứ hai. Ok, coi nó có cái gì trống không? Đầy đủ hả? Đầy đủ, restroom. À, restroom đầy đủ. Đó, cái diện tích thì anh thấy nó như thế nào? Làm sao? Nó có ok cái này không? Thì có restroom thì nó ra nhỏ hơn chút thôi. Đó. Mua lại cho được cầu vô đứng là ngon. Đó. Đứng ở trang mà ngon rồi. Thì nếu một người ở thì được. Dạ, một người ở thì được, đúng rồi. Ở đâu mình hai phòng. Cái này mà muốn mà anh cho xe phòng đó là mấy người ở trên này mình ở tích dưới kia không có công chung được.
Đấy, đây là cái phòng ngủ thứ 3 và thứ 4 đúng không? Rồi thứ 3 và thứ 4 thì người ta sẽ xài chung một một cái này nè. Đó. Đó. Hai cái này thì nó sẽ xài chung một cái kia đó, một cái bathroom kia đó. Bathroom đây. Cái này nó có cái gì giống nè? À cái closet hả? Ok. Một cái phòng này, cái phòng này là có hai phòng này bedroom chung. Dạ yeah, đúng là rồi, cái ba cái, ba cái bedroom. Dạ ba cái bedroom. Bây giờ mình qua mình coi cái garage coi. Garage nó nằm đây nè, đây nè, máy giặt máy sấy vậy nè. Đó. Đây, máy giặt máy sấy bự không vậy? Rộng. Cái này cỡ bên anh không thôi này. Dạ không, bên em nó dài, nó bự hơn chút xíu. Nó dài. Dạ nó dài. Nó nhỏ hơn. Hiểu dạ. Anh? À, cái này nó có bề ngang mà không có bề dài. Hai cái bề ngang không có chiều dài. Dạ, rồi nè. Giờ đi ra coi gara coi. Cái này nó bêu nó được có cái này là mình ngồi mình sướng mình keo đồ mình sướng hơn bên. Đó. Bật đèn lên coi. Đó. Cái này bây giờ anh cậu xe tiếp thôi, cái này ở đây thì anh để dành anh làm gì đó anh làm anh để vật liệu hay là supply hay là cái gì á đại khái gì đó hoặc là những cái đồ đạc anh không xài hay sao đó vậy đó. Hoặc là nếu mà bên Cali đó anh là cái chỗ này mình có thể cho xe được một phần một phòng đó anh nếu bên Cali á phải vẫn chơi luôn nha bên Cali là được $300 một tháng đó quay nghe phải. Ở trong đây nó có hệ thống điện nước trong đây không ta? Ở đây có điện thì có điện ô quên nước ga được đây không hay là no, trong đây không sao em không thấy cái bình nước kìa. À bình nước hả? Ê, cái bill rồi nó nhét ở trên lầu trên gác vậy hả? Đây trên trển Edison là cũng của nó luôn chứ của ai thì bởi vì em mới nói là cái bill rồi nó nhét ở trên gác thì thằng ra anh mua cái bên kia nó cũng nhét trên gác. Ồ vậy là good hơn chứ phải không hay sao? Ừ. Đó, ok đây bây giờ anh ví giải thích nè, bên khu em á là cái máy tưới cỏ đấy ok cái bình nước nóng nhỏ xíu à nó kế bên máy tưới cỏ right here ok bình nước nóng đời mới ở đây bình nóng đời mới hay là cũ à em không biết đó thì lại hỏi cái anh đó đi chứ giờ em okay. Không có rành đó hỏi ảnh đi rồi anh nó có tưới cỏ đâu đây nè có tưới cỏ là cái này đó hả dẹp right here ok anh ơi cái bình nước nóng ảnh nhìn cái bình nước nóng ở trên lầu trên nào rồi, nhưng mà xài bình lớn hay bình nhỏ theo đời mới vậy? Hai bình là. Hai bình không bao giờ ra nước khỏi nước nóng. Cẩn thận. Wow, cái này. Đó, nãy chị lên lên con cái nhà kia này. Đó. Nhưng mà mình đâu có leo lên được, cái này đâu có leo lên được. Được. Đó. À, có cây thang hả? Ừ. Anh leo lên, anh nhìn bình nước nóng anh đi, đó, coi nó bự đến mức độ nào. Trên đó có đèn, mở đèn được không? Có. Quay ra cái đèn kìa anh, quay ra. Thì ra mình ngu với sao nói ủa làm vậy rồi sao nãy xe đưa vô đó leo lên kìa cái đèn ngay đó kìa cái đèn bật lên cái nó sáng rực rỡ